Good morning quý vị, hãy comment đang có mặt ở đường Trần Hưng Đạo B, ngày xưa gọi là đường Đồng Thanh quý vị, về Chợ Lớn Sài Gòn sáng ngày 5 tháng Giêng 2018. Chúc quý vị ngày mới tốt lành vui vẻ, đây ngã tư với đường Ngô Quyền. Gọi là khu Chinatown trong du lịch cái việc là khu cộng đồng người Hoa sống đông nhất ở Sài Gòn. Bên trái là khách sạn Thiên Hồng. Trời Sài Gòn đang nắng nhẹ, nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C. Rồi, ngã tư với đường Tổng Đốc Phương, bây giờ là Châu Văn Liêm. Đó, qua đây là cư xá Đại Quang Minh, bên trái. Trước đây là ngã tư đèn năm ngọn này. Đây là khu vực chợ vải Sói Trịnh Lâm. Thẳng phía trước là nhà thờ Cha Tam, đây Xích Lô Sài Gòn. Đây là đường Học Lạc, từ 14-15 nổi tiếng bán thuốc lá. Đây chuẩn bị bán quà Tết để gian hàng. Rồi mới đi qua chợ Trần Chánh Chiếu, việc bán giỏ sách, túi điện, bao bố.
bên tay trái bến xe Chợ Lớn ấy. Đi về Tân An, Mỹ Tho, Đức Hòa, Đức Huệ, Hậu Nghĩa, Rạch Chiến, Cần Giuộc, Cần Đước. Đây là đường Tháp 10. Qua bên phải là đường là Chu Văn An, bên trái là Lucky Palace, yeah. Building mới xây xong.
giữa hai trường thì đây là đường Phan Văn Khoẻ, chuyên bán về đường đậu. Phải là đường Ngô Văn Tĩnh.